Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Hôm nay thì em lại tiếp tục trên tay với các bác một mẫu đồng hồ của Seiko. Và đây là chiếc Seiko 5 Sport 24 chân kính, sử dụng máy 4R36A. Thì chiếc này vẫn còn nguyên hộp sổ và hướng dẫn sử dụng. À, đây có cả cái thẻ bảo hành của nó nữa. Dành cho dòng máy 4R35, 36, 37 và 39 là đây là hướng dẫn sử dụng. Và đây là cái thẻ bảo hành nhé các bác nhé. Hoshi. Nihon Kokunai no Myuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. À, đây là sử dụng máy 4R36 00C0. À, chiếc này được mua vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, tức là được 7 năm rồi mà chiếc này nó còn như mới nha các bác nhé. Như mới luôn. Chắc là kiểu như là không đeo ấy, xong rồi để đấy. Rồi, mới như thế nào thì bây giờ em với các bác sẽ cùng check chiếc này. Năm 2014. Đây là một chiếc Seiko 5 Sport mà hầu như là họ không đeo, cho nên là chiếc này nó cũng chả khác gì mới đâu các bác ạ. Đó, đây này các bác có thể nhìn thấy đằng sau cái siêu ni lông họ còn chưa chưa bóc. Ở thằng Seiko thì cái siêu ở đằng sau này thì bao giờ nhà sản xuất người ta cũng khuyến cáo là khi mà chúng ta sử dụng là chúng ta phải bóc cái siêu này ra. Đó, thế còn lý do tại sao thì em cũng không biết, nhưng chắc là do là nếu mà để cái siêu ni lông thì chắc là nó bị hấp hơi hay như thế nào đấy mà Seiko họ khuyến cáo chúng ta là phải bóc ra nha các bác nhé. Thế còn đây là chiếc Seiko 5 Sport cũng khá là hầm hố mà bên em vừa mới về. Chiếc này còn đẹp như mới nha các bác nhé. Độ mới còn khoảng 96 98%. Và nó chỉ có một xước răm 1 2 rất là nhỏ ở cái dây này thôi thì chúng ta cũng không nhìn rõ, không nhìn thấy. Đáy còn chưa bóc ni lông. Đây là bản made in Japan, hàng Nhật nội địa nha các bác nhé. Mặt kính thì hoàn toàn không có một tí xước nào. Để em lau qua tí. Chiếc này thì có size mặt đường kính là 41 với độ dày là 13 mm. Lắc tua lắc của chiếc này là 47,5. Và nếu mà các bác thay dây da, dây dù cho nó thì nó sẽ là cái độ rộng dây là 20. Đó, ở dưới này là 18. Thì chiếc này thì được trang bị kính khoáng cứng chống xước của Seiko, kính Hardlex Crystal đấy. Chiếc này thì sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 15.5 trở lên nha các bác nhé. Khá là đẹp. Nhìn nó bền và cái màu xám này thì nó khá là giữ độ, nói chung là nó lâu chán. Mình dùng lâu thì nó cũng không không mình không nhanh chán. Đó, lúc nào nó cũng kiểu như thế này thôi, nó không lòe loẹt, không 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 nổi bật, nhưng mà lúc nào nó cũng như lúc nào. Ở chiếc này thì sử dụng máy caliber là 4R36 với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta là 40 giờ tích cót. À, khả năng chịu nước của chiếc này là 100 m stainless steel, thép không gỉ, 4R36 00C0, made in Japan này, 24 chân kính, 4R36 Seiko. Đó. Cái này bác nào về thì bóc ra để đeo. À, chiếc này thì có cót tay, có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Nói chung là phụ kiện các thứ đầy đủ cả. À, nói chung là dòng 4R mà. Với cả chiếc này thì bên em đang có một cái giá rất là tốt, chỉ hơn 3 triệu thôi. Bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy nhanh, vì là chiếc này nó chỉ có hơn 3 triệu mà dòng 4R hơn 3 triệu là cũng khá là ít. À, nói chung là hàng Seiko thì cũng khá là bền. Đây như chiếc này của em đang đeo nó khoảng được hơn 60 năm rồi mà nó vẫn chạy rất là chuẩn chính xác các bác nhé. Đó, nên là những chiếc như thế này, nồi đồng cối đá như này thì các bác cứ yên tâm về độ bền của thằng Seiko, vì nó làm rất là bền. Đây mắt thừa người ta còn chưa cắt đây, còn ở trên dây luôn, trên đồng hồ luôn các bác nhé. Nói chung chiếc này khá là ngon, bổ rẻ đấy. Bác nào mà quan tâm thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video, hoặc là truy cập vào website đồnghoquanglâm.com để đặt hàng chiếc này các bác nhé, chỉ có hơn 3 triệu thôi. Rồi. Với những thông tin bên trên thì hy vọng anh em sẽ tìm được chiếc đồng hồ ưng ý với mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.